Có đánh xong cuộc với đông người. Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Zero Win. Zero Tăng Jimmy rất vui vì hôm nay chúng ta được gặp nhau với những clip. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với series đại chiến vượt ải, cũng khá là nhọc nhằn anh em. Thật sự đi này khá là nhọc nhằn luôn, nhưng mà thôi mình vẫn cố gắng để làm clip cho anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ và đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và nếu thấy có quảng cáo thì nhớ kích vào quảng cáo ủng hộ cho mình với tinh thần và động lực, cũng như là những gói mì hảo hảo thơm ngon nha anh em. Thật sự mình rất là mệt luôn anh em ơi, cho nên mong là anh em nhớ ủng hộ cho mình thật là nhiệt tình. Ok, ai 58 rồi, có một con mê quạt này anh em, khá là căng đấy. Ai này thì mình mong mọi thứ cũng sẽ ổn định thôi. Mình sẽ tiếp tục đi với chiến thuật gọi là chiến thuật đam cho sắp mặt lờ cho nó luôn. Có lao này, ok, đem này chắc cũng được đấy. À, có Robin đúng không? Robin mình sẽ choáng cái thằng này lại đi. Thằng này có vẻ khá là nguy hiểm. À, cái này là hàng ngang, mình sẽ đặt một đứa thôi cho Frankie hưởng hết đi. À, búp nổ thì ông đặt ở đây. Còn một người nữa thì mình sẽ chơi đó là ông cha vợ của mình đi, tại vì bây giờ cũng chả còn ai chơi được nữa. Ok, đặt đây. Hợp lý chưa anh em? Hợp lý quá đi chứ. Ơi, sao mày không chích skill pháp sư đi, sẽ ngon hơn đấy. Ok, đã choáng được nó rồi. Đúng thiệt là bây giờ càng ngày càng trâu anh em. Quá trâu luôn ấy. Và mình thì nếu mà mình thua thì mình sẽ tích được một cái ống kinh nghiệm. Nói chung là sức mạnh của mình cũng sẽ được gia tăng. Cho nên là cũng ok thôi. Không có gì gọi là xa xăm. Đấy, cứ xoay thôi. Cứ xoay thôi, vì đời cho phép anh em ơi. Đời cho phép mà, cứ đè đầu cưỡi cổ thôi. Đời cho phép mà, cứ bắn súng nước thôi. Rồi ôi, phê chưa. Ôi, tem này tính ra vậy mà ngon chứ. Có con pháp sư này cũng hơi mạnh đấy anh em. Nó bắn chết ông già vợ của mình rồi. Ôi ôi, úp nội vậy thua rồi. Ông cha vợ mình đai sớm quá. Để lại ba đứa trẻ bơ vơ thế này thì làm sao mà win nổi đây. Đàn là còn xíu máu không mà vẫn thua. Quá đen. Ôi, đây giờ còn khiêng một giọt nữa. Ai chơi? Ai chơi khiêng một giọt? Thôi xong rồi. Robin, bye bye Robin nha. Ui dồi, nó bầu kìa. Vẫn không win nha anh em. Khá là đen, mình còn xíu máu nữa vẫn không win. Đánh lại chắc là sẽ win đấy anh em. Trận này khá là ổn định. Đấy, win thôi. 200 tròn, xếp hạng 200 tròn. Ai 59 thì sao đây? Ai 59 thì cũng là bọn người cá nữa. Sao bọn người cá này nó xâm nhập địa bàn nhiều lắm thế nhiều. Xuất hiện những con mới đi chứ, bọn này hoài vậy. Khá là đen. Để xem nào. Ô, tem này được này, tem này thấy ổn này. Akainu hả? Akainu này. Cái da hồi nọ này. Aoki mà mình đặt đây thì không ổn lắm. Thôi mình đặt ở đây đi. Rồi chơi. Cho sư phụ ra rìa luôn. Sư phụ MH yếu quá. Trong đây sư phụ MH không có điều kiện để bâu. Đánh thường thì không có được gì nhiều anh em, cho nên thôi đừng chơi MH. Trừ khi phải có búp nổ, có búp nổ tốt. Với lại tem tụi nó không có CC thì may ra mới đánh được thôi. Chứ CC sư phụ cái sư phụ đơ luôn. Sư phụ không làm gì được cho đời cả. Chán thật. Ok, chết nhanh quá bạn ơi. Chết quá nhanh luôn ấy, mình không tin là chết nhanh gì luôn ấy. Ai cái đâu gánh tem được chăng? Hồi máu đi, hồi máu đi. Ôi giời, những cú đấm gãy ngứa thế này thì cũng không có ăn thua gì. Ok, Aoki được hồi một lượng máu rồi. Mình sẽ được bao, ngon, đóng băng được nó rồi, nó không bao được. Những cú đấm tép riêu nhưng mà còn làm nên giá trị đấy. Chết không, chết không, chết không, chết không. Chết không. Sao nó trâu thế. Siêu mau thế mà vẫn không đai, chán thật. Rồi, bye bye em nha. Cuộc sống của em tới đó thôi. 50, 60 rồi, 60 rồi, 60 rồi. Mình đã được gọi là kiểu đó là 6 trên 10 rồi đó anh em. Khá là ngon. Ai này thì Robin hả? Thôi không được, ai này không được đâu. Có Lao này. Có Fukabushi, có Mirella. Ai này chắc cũng được đó anh em. Ai này chắc cũng ổn, mình sẽ chơi cái ai này. Ai này chấm họ cho nên là mình không biết tem kia thế nào nên mình đặt đại thôi. Chứ không biết thế nào. Ui, lại gặp con mê hoặc à. Như vậy là ai này có hai đứa mê hoặc rồi. Ôi, khó thế. Làm khó nhau thế. Khó quá anh em ơi. Giờ vậy là chết mình rồi. Ui, gấu vẫy lờ anh em ơi. Nhưng mà thôi, phải cố gắng thôi. Phải cố gắng cho xong cái clip này đã. Ôi trời ơi, thật sự là quá khó khăn anh em.
Ê, nhưng mà hình như là đang win mà đúng không? Mình không hiểu lắm. Thật sự là mình không hiểu lắm về cái trận hình này. Khi mà mới vào gặp hai pháp sư thì là mình không muốn chơi rồi, nhưng mà lại win à? Không hiểu lắm. Ok cũng được. Thôi. Mà là đèn thiệt chứ. Vừa được trong nội xong bị chém chết luôn. Ok cũng được thôi. Nói chung là team này cũng ok. Cũng ok. Này thì mê hoặc này. Này thì mê hoặc này. Tao mê hoặc ngược lại luôn cho mình nhục chơi. Chích scare thành công thì cái kết cho hai em này đó là chết. Bye bye. Ai 60 cũng không có gì ghê gớm cả anh em. Nói chung là cũng được. Xếp hạng 188. Ai 61 thì chúng ta lại gặp bọn người cá. Mình thề luôn ấy. Giết cái bọn người cá này mệt vãi lờ luôn. Lúc nào cũng xuất hiện. Lại có lao xì ke này. Lần này là có thêm Ken. Mình sẽ choáng con dưới đây đi cho nó khỏi hồi máu. Blue E hả? Blue E hả? Blue E. Vãi cái Blue E. Ok, Blue E đi ngủ đi. Ui, vừa chiếc scam mà vừa hỗn loạn nữa anh em. Khá là ngon. Sengoku nãy giờ chưa thể hiện gì thì phải. À, đấm rồi, đấm rồi, đấm rồi, đấm rồi. Sorry anh em. Đấm rồi. Sóng ngâm càng khôn. Chăm nổi cho ai đây? Ui rồi ôi, hồi nổi đẹp thế. Hồi thế là không được rồi. Ôi, tội thế. Tội thế em, đánh được có một giọt thế em. Thầy thuốc người cá mà lại đánh nhau nhỉ? Thầy thuốc phải đi chữa bệnh đi chứ. Không đâu đi chữa bệnh gì cả, đánh nhau. Chết xì ke nó lại. Không chết. Khá đen. Không chết nha nè. Ui cái gì? Đứa nào mà chơi ngu thế? À, chúng mày có thể bớt chơi ngu lại không? Chứ chúng mày chơi vậy thì chết tao rồi. Trời ơi, một giọt. Tội nghiệp em thầy thuốc phải. Nãy giờ đánh một giọt thôi. Chết cha rồi, bây tem mình giờ hết tấn công rồi. Rồi ok, còn ba đứa nhưng mà tem này. Ui ui ui. Má con nhỏ chơi ngu kia rồi. Con nhỏ chơi ngu là cái con tay cung người cá anh em. Tay cung người cá anh em ơi. Bao đi trước khi bao, trước khi chết phải bao đường cái chứ. Ok, đúng đúng như mình nói thì trước khi chết bao đường cái. Giờ mình sẽ bóp khi một giọt cho đồng đội của mình. Đấy. Đánh đi, đánh đi. Má gặp cái con không đánh nữa chứ. Nhưng mà anh đang có một giọt, anh đang có một giọt. Anh đang có một giọt. Ok em, làm gì? Làm gì cho đời? Làm gì cho đời? Làm gì cho đời? Làm gì cho đời? Ui ôi Ken, ui hồi Ken. Thanh niên Ken nhây nhua tới giây phút cuối cùng luôn anh em à. Rồi, ai 62. Ô, sắp gặp bọn mới rồi anh em ơi. Rồi, mình sắp gặp được ai 63 là bọn Tây Què rồi. Cố gắng qua cái ai 62 này đã. Nhọc nhằn quá. Có Luffy này, nhưng mà lại không có búp nọ. Thì coi như Luffy cũng như phế phẩm thôi. Vẫn chưa tìm được tem ngon anh em ơi. Kaku, Usopp, Ivan. Ok, mình sẽ chơi thử trận này đi. Usopp sẽ đặt đây. Búp nọ này. Dawson này. Grab đi. Chơi. Ok, giảm nọ thôi, không có gì hết. Giảm nọ thì được. Chứ đừng có CC tội nghiệp em lắm. Giảm nổ thôi. Đừng có choáng chiếc gì cả. Đó, có choáng thì để anh choáng em cho. Chứ em đừng có choáng anh. Đừng có choáng anh làm gì. Ê, con kia có nổ được kìa anh em. Mình vẫn chưa biết skill của bộ này cho nên cũng hơi nguy hiểm đấy. Hơi căng thẳng đấy anh em. Bao đi em, xem skill thế nào. Ồ, cũng được. Skill vậy thì cũng được. Không có gì ghê gớm. Không có gì ghê. Á đù, nhưng mà cái này là ghê gớm đấy. Cái skill đó là hơi ghê gớm đấy. Thôi xong rồi, hay bao chết nữa rồi. Cái con nhạc công này. Nhạc công này khá mạnh nha anh em. Nên mình phải nén cái con nhạc công này ra. Tìm một trận hình CC thôi. Ai này thì chúng ta không qua nổi đâu. Chúng ta phải có CC thì chúng ta mới win nổi. Một búp nọ, hai búp nọ. Ok. Nhưng mà ai này không làm gì được. Mình nghĩ là không được đâu. Đây có lao khống chế là cũng được. Đỡ này. Có thậm chí có cả Luffy và Aoki nữa mới ghê chứ. Búp nọ này. Búp nọ này. Đấy. Ok. Giảm nọ à. Hai con nhạc công là giảm nọ nha anh em. Có điều là khi có nọ nó khá là nguy hiểm. Khá là kinh dị luôn ấy. Hay lắm. Đóng băng được hai người. Hồi máu cho Kimmy này.
phải phải mình phải bổ sung cái lượng máu anh em, để khi cái con kia có nổ thì mình sẽ không bị dồn đam để chết. Chứ kinh quá, con nhạc công nó ghê gớm quá, khá là nguy hiểm, khá là nguy hiểm. Đóng băng được nó rồi, đóng băng được nó rồi. Ok, vẫn ổn định nha anh em, vẫn ổn định. Trận này thì mình nghĩ là mình win rồi, Luffy có nổ rồi, cứ nó đấm thôi, nó cứ đấm và đấm thôi. Hihi, cuối cùng mình đã giải thoát được anh em rồi. Gì tem nào cũng được như tem này anh em, trận nào cũng được như trận này thì nói thiệt là mình nghĩ chắc hầu như là bách chiến bách thắng, trăm trận trăm thắng luôn, quá ngon. Rồi mình đã vượt đến lại 62 và xếp hạng bây giờ mình là 180, cũng được phần thưởng khá khá đấy anh em, từ 101 đến 300, cũng được 1000 điểm chiêu mộ, 1000 điểm chiêu mộ. Bên đây thì có thêm địa hạt haki nữa, khá là ngon. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip mình. Mình sẽ tiếp tục với series này vào những dịp cuối tuần thứ bảy và chủ nhật cho anh em nhớ đón xem đầy đủ vào khung giờ là 10:15, và những clip bình thường thì mỗi ngày đều có vào 11:15. Kênh của mình thì mỗi ngày đều có clip nha, mình nhấn mạnh là mỗi ngày đều có clip, cho nên anh em nhớ chú ý đón xem và đừng quên để lại một like, một subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Ok anh em, bye bye.